Em lại chào các bác trồng nấm trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Và lại chào mừng mọi người đến với kênh Ngọc Trinh TV. Hôm nay là ngày thứ tư. Và em lại đi quay video để các bác chia sẻ hình ảnh về nấm của em. Thì cũng rất nhiều bạn là hỏi quan tâm. Thì đây các bạn ơi, nấm mọc rồi. Mình bắt đầu treo từ chiều thứ 6 tuần trước và chính thức là treo ngày thứ 7 và chủ nhật 2 ngày. Đó, treo ngày thứ 7 và chủ nhật. Thì sau khi treo 3 ngày. Hôm nay là 4 rồi. Được rồi, buổi sáng thứ 4 thì nấm em đã mọc rồi các bạn. Đây. Đó. Đây các bạn, cụm nấm con này. Hai đường rạch này, hai cái nấm này. 3 này. Đường rạch thứ 4 này. 5 này. Đây các bạn nhé, nấm mọc hẳn ra ngoài nhé. 6 này. 7 này. Mình đang xoay bịch nấm bạn nhé. Và cái thứ 8 đây. Đó. Ví dụ như bịch này là những cái bịch mà cây trước. Đó. Khá biệt thì đây có một anh. Một cụm nấm lớn rồi các bạn này, sắp hái được rồi. Đây các bạn, bàn tay mình đây. Đó. À, trong nhà trồng nấm nó hơi tối, để mình sẽ dỡ bớt cái lưới đen này xuống cho các bạn. Sáng các bạn nhé. Nhà trồng nấm thì mình vẫn hạn chế cái ánh sáng bên ngoài chiếu trực tiếp vào. Nên là mình đã quây che bằng cái lưới đen này các bạn. Mình không để nắng, gió lùa các bạn nhé. Mình sẽ dỡ bất cứ lưới xuống để quay video cho rõ hơn. Rồi, ok, chắc sáng hơn này các bạn. Đây, vẫn tiếp tục cái dây này. Cái này là 1 này. 2 đây. 3 này. Thứ 4 này. 5 này. 6 ấy. Cái thứ 7. À, cái thứ 8. Đó. Cả bịch bên đây và bịch bên đây đều đường rạch nào. Mình rạch 8 đường các bạn nhé. Thì đường nào nó cũng mọc ra nấm con. Cái này thử đếm này xem nào. 1 này. 2 này. 3 này. Thứ 4 này. Cái thứ 5 này. Đường rạch đấy các bạn nhé. Cái thứ 6 này. Cái năm thứ 7 này. Mới nhú này. Cái thứ 8 này. To hơn chút. Các bịch dưới này thì cũng cái bịch này cũng đang chuẩn bị mọc này. Đó. Đây các bạn. Nhưng thì vấn đề là cái nấm của nhà mình thì nếu mà mình cấy giống, đóng bịch cấy giống trong liên tục khoảng tầm 2 ngày, 1-2 ngày thì nó mọc đều các bạn. Nhưng mà nhà mình thì làm giải nó ra. Tức là thời gian cây giống của mình 4 ngày, 5 ngày các bạn. Có mấy trăm bịch nấm thôi nhưng mà mình cố tình làm dài nó ra. Để cho cái nấm ấy, nó mọc không nhất thiết là phải đều được các bạn. Không phải bịch nào cũng ra nó đều đâu. Nếu mà đều tất cả các bịch ra đều cùng thu hái thì khó ở chỗ mình nông thôn các bạn. Khó tiêu thụ được hết đó, chợ quê mà. Đó, cho nên là mình cấy 4-5 hôm thì những cái bịch cấy trước này nó sẽ mọc nấm trước. Bịch nào mình cấy sau thì nó sẽ mọc sau. Đó. Nên nếu mà bình thường thì một lứa nấm nó kéo dài khoảng 4 ngày 5 ngày là hết. Thế nhưng mà nhà mình cấy dài dài như thế thì phải 7 ngày, 8 ngày nó mới hết một lứa nấm. Thì những cái bịch buổi hôm sau, cấy hôm sau thì nó còn như thế này được không ạ? Nó cũng bắt đầu sùi rồi nhưng mà chưa mọc ra cái nấm con. Còn những cái bịch cấy trước thì đây, nó nuôi sợi tốt lên, nó trắng lại. Rồi thì nó ra, bắt đầu mọc nấm đây các bạn. Đây có cụm nấm to này các bạn. Đó.
thì bởi vì là mùa này nhiệt độ môi trường nó khá là ổn định, không cao không thấp, nó phù hợp cho nấm nó phát triển, nên là nấm nó mọc rất nhanh, chỉ cần treo lên 3 ngày 4 ngày sau là nấm đã mọc rồi. Đó. Bên này thì những cái bịch mình cấy, mình cấy giống buổi sau thì sẽ chậm hơn một chút. Đây các bạn. So với lúc mình mới treo lên thì cái bịch nấm nó nuôi sợi trở lại các bạn nhé. Khi mà mình treo mình tác động thì nó bị đứt sợi, nhìn nó đen đen so với video trước các bạn thấy ấy. Còn bạn nào xem video trước thì biết là khi mới treo lên là nó đứt sợi rất nhiều. Còn bây giờ sợi nấm lại mọc lại này các bạn này. Đấy, nuôi sợi trắng này. Đây. Sợi nấm trắng đẹp. Đó. Đây các bạn, những cái bịch mà nó cấy trước này, những cái chân ghim nấm nó ra. Khá đẹp. Cái này thì rơi vào khoảng tầm 3 hôm nữa thì sẽ mọc tương đối đều các bạn nhé. Mọc tương đối đều. Đó. Okay. Đó, cái bịch này là sắp mọc con ra rồi. Thì video này mình thứ nhất là mình chia sẻ về cái hiện trạng. Cái thứ hai mình muốn nói là nước các bạn nhé. Đây. Mình bố trí nước nền này. Thế thì thay bằng việc dưới nền là mình sẽ giải ni lông. Giải ni lông và mình bơm nước trực tiếp vào luôn. Đó, mình có nói đùa là cái ao ở đây. Mình bơm nước vào đây. Bố trí nước cái nền để duy trì cái độ ẩm trong cái nhà trồng nấm của mình. Nó không bị khô. Không bị khô. Đó. Mình duy trì nước, duy trì độ ẩm. Đó. Thì có độ ẩm thì mình sẽ đỡ được cái việc tưới nền cũng như là tưới phun xương. Vừa sáng các bạn trên kênh bình luận là cái cách phòng trừ ruồi nấm thì mình sẽ làm video này mình chia sẻ luôn. Đây các bạn thấy cái gì trên này không? Trắng này, này là mình đặt thuốc các bạn này. Thuốc bột. Đó. Mình để thuốc. Mục đích của mình là để trừ ruồi nấm các bạn nhé, để phòng trừ ruồi nấm. Thứ nhất là xua đuổi, cái thứ hai là tiêu diệt. Mình để khá nhiều nhé các bạn nhé, cái mồi. Ui, đây có cái nấm to đấy. Đây. Cái thuốc diệt ruồi nấm mình để khá nhiều. Mình sẽ đưa cho các bạn xem nhé. Thuốc ruồi nấm. Các bạn thắc mắc nó là cái gì đúng không? Thì báo cáo các bạn nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ đi lấy cho các bạn xem bao bì. Nó bản chất nó là thuốc trừ kiến mối, diệt côn trùng. Có lẽ là ở chỗ các bạn cũng có. Cái này là thuốc phổ biến mà. Rồi mình ra lấy cho các bạn xem. Đây là toàn tổng thể cái chỗ bịch nấm mà mình treo lên nhé. Mình làm là 497 bịch thì chỉ học có 2 bịch thôi. Treo lên đây là 99 giây. Mỗi giây 5 bịch là được 495 bịch các bạn. Thuốc kiến mối. Đây các bạn. Để các bạn xem luôn cho nó. Đi mua về làm như mình xem có hiệu quả hay không. Mình hôm nay, lần này là lần mình cũng làm thử nghiệm thôi. Và mình cơ bản mình thấy là nó không bị hại ở đây. Ankin, chế phẩm Ankin của An Hưng nha các bạn nhé. Diệt kiến gián, tiêu diệt tức thì, hiệu quả dài lâu. Thành phần là cypermethrin 0,65%. Diệt trừ, tác dụng diệt trừ, xua đuổi hữu hiệu các loại côn trùng gây hại như kiến gián. Thế thì cái nhóm ruồi nấm này nó cũng là côn trùng các bạn. Nó sợ. Ít nhất là mình nghĩ là kiến với gián là chết và chạy, gọi là bị xua đuổi. Thì mình cũng nghĩ là cái nhóm ruồi nấm này cũng bị xua đuổi hoặc bị chết. Nên là mình đã đem cái thuốc này về mình
chia làm từng cái phần mồi bẫy một, mình để ở nhà trồng nấm. Thì mình hướng dẫn người ta là giáp chế phẩm vào nơi côn trùng gây hại thường trú ngụ này, đi lại này. Đó. Thế thì mình đang thử nghiệm. Như các bạn xem video của kênh mình từ trước giờ về trồng nấm thì các bạn thấy là năm nào mình cũng nói đến cái vấn đề là bị ruồi nấm. Thì năm nay mình đang thử nghiệm, và đến thời điểm hiện tại thì với 495 bịch treo lên được 4 năm ngày hôm nay thì mình chưa phát hiện được bịch nào bị ruồi nấm gây hại các bạn nhé. Thì mình treo lên mình rạch một cái là mình đặt mồi luôn. Các bạn, mình đặt cũng khá nhiều đấy. Khá nhiều. Trong cái nhà trồng nấm này mình đặt phải đến 15-20 cái mồi thuốc kiến gián này. Đây. Để xem là có hiệu quả không. Và nếu mà hiệu quả thì lần sau mình lại tiếp tục áp dụng các bạn. Thì các bạn cũng có thể làm thử như mình xem này có hiệu quả không các bạn nhé. Ở đây là cái hình ảnh lúc mà nấm chưa mọc này. Thì khoảng tầm 3 ngày nữa nó mọc nhiều một chút, đều đều một chút, mình lại tiếp tục làm video chia sẻ cùng các bạn về cái quá trình trồng nấm của mình và cái hiệu quả cũng như là cái thành quả của mình. Ở cái series video về trồng nấm này thì tới đây mình sâu cả lượng nấm hái được. Có thể là hàng ngày hoặc là tổng kết một lứa nấm, một vụ nấm của mình được bao nhiêu kg nấm, được bao nhiêu tiền, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Để các bạn thấy là cái việc trồng nấm này nó hiệu quả như thế nào. Rồi thì nó cho thu bao nhiêu tiền, có xứng đáng với cái ngày công của mình bỏ ra không các bạn nhé. Thế thì một lần nữa thì mình xin phép được cảm ơn mọi người đã đăng ký ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.